Bây giờ buổi trưa rồi, hôm nay lên sóng cho bác của em hoặc đi tuần sách tay hot nhá. Em này đang trong quá trình thay lông dở các bác nhá. Bộ rất là trâu luôn các bác ơi. Hot tốt các bác nhá, chim thuần. Các bác xem video có thể thông cảm nhá, bởi vì cái máy của em đang quay đây pin rồi. Nếu mà đang trong quá trình quay mà nó sập nguồn thì các bác thông cảm nhá. Bàn các bác nha, đầu mặt thì rất là đẹp luôn. Các bác thấy giọng ra đều không? Rất đều tăm tắp luôn các bác nhé. Mà trong khi đó là em này đang trong quá trình thay lông các bác nhé. Có thể nói là đủ để các bác hiểu là, và em hiểu là một em họ mi rất là tố chất các bác nhé. Bởi vì trong quá trình thay lông mà em nó vẫn chơi rất là ok như thế này thì chứng tỏ là em nó rất là tố chất đấy ạ. Em này các bác về các bác chỉ cần chăm một tháng nữa thôi. Một tháng nữa thôi là được các bác được bộ lông hoàn toàn mới và mô lông các bác nhé. Đang bảo cái lồng nó nặng. Rồi đứng đấy rồi. Đứng đấy để ba làm các con ơi. Đây. Ui. Con này nó có sợ đâu mà. Nó không sợ nhưng mà đang làm ấy, rung tay ấy. Còi nhé em các bạn, đó là còi điện thoại của bố. Đấy, các bạn thấy ông hót rất là tốt nhá. Nhưng mà mỏi tay quá các bạn. Chắc tới đây đi tập gym về để xách lồng chim cho các bạn này. Bộ em này rất là to luôn các bạn ạ.